Alo, ngày mai đưa anh đến sớm với trường đua ngựa nha. Và hãy xem chú ngựa xích thố của anh xứng đáng như chú ngựa trở quan văn trường hay không. Vâng, thưa các bạn, BMW 730 Li 2019 xứng đáng là một mẫu xe dành cho giới quý tộc. Bạn có thể là doanh nhân thành đạt, bạn có thể là quý tộc vân vân, miễn là bạn phải có rất nhiều tiền. Giá bán của mẫu xe này thưa các bạn là khoảng gần 4,1 tỷ, nhưng nó lại được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Lê Hùng thử làm một quý tộc xem nó như thế nào. Thứ mà tôi đánh giá rất cao trên cái dòng 7 series mới chính là hệ thống khung gầm nhẹ và sử dụng thép đặc biệt có độ cứng rất cao. Nhưng chưa hết, các bạn hãy tiến ra bên thân xe này, tôi sẽ chỉ cho các bạn. Carbon core và công nghệ carbon để làm nên những cái chi tiết trên cái xe 7 series này nó rất đẳng cấp. Các bạn hãy tìm lại video chúng tôi nói về cái dây chuyền sản xuất, các bạn sẽ hiểu. Và thông tin trải nghiệm cực kỳ chi tiết về những tính năng rồi option vân vân, trải nghiệm vân vân. Thì các bạn có thể click ngay link trên màn hình để xem một cái video chúng tôi đã thực hiện cách đây không lâu với chính cái mẫu 730 Li này. Nhưng mà trước khi tới những cái thông tin chi tiết tiếp theo, tôi sẽ gửi các bạn những cái hình ảnh về cái khối động cơ 2.0, 252 mã lực. Các bạn có tin được không? Một mẫu xe mà như 730 dài như thế này mà khối động cơ nó chỉ 2.0 mà thôi, chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc rằng nó chạy như thế nào, nó có yếu hay không giống như 520 trong chương trình trước chúng tôi đã thử. Thì chút nữa tôi sẽ có câu trả lời với các bạn. Nhưng tôi sẽ bật mí với các bạn rằng giá trị của một chiếc xe nó không chỉ nằm ở cái khối động cơ đâu, nó còn nằm ở công nghệ khung gầm, công nghệ thân vỏ, hệ thống treo, hệ thống điều khiển. Tất cả những cái thứ mà các bạn nhìn phía trước mắt, đây là phần cứng và phần linh hồn nó nằm ở phần điều khiển. Đôi khi chúng ta có được phần cứng nhưng không có phần linh hồn được. Không có được phần linh hồn thì đơn giản nó cũng sẽ không hoàn hảo được. Đối với BMW 730 Li đã được trang bị hệ thống đèn pha thích ứng Adaptive LED Headlight là trang bị tiêu chuẩn, mang đến khả năng bẻ hướng của tia sáng khi xe vào cua, đảm bảo khả năng hiển thị tốt và an toàn hơn khi lái xe vào cung đường ban đêm, đặc biệt là những cung đường quanh co và có tầm nhìn thấp. Luồng sáng của đèn sẽ tự điều chỉnh theo hướng đánh lái để rọi sáng góc cua trên đường, nhưng đồng thời không làm chói mắt cho các xe đối diện. Và một mẫu xe sedan full size rất rộng. Như các bạn sẽ thấy, chiều sâu của cốp rất tốt nhưng bề ngang luôn bị thu hẹp. Mẫu 520 hôm trước các bạn xem cũng vậy, rất đơn giản. Tại sao chúng ta hay nói những cái dòng xe Toyota hay những dòng xe Nhật là cái cốp nó rất rộng? Xin thưa với bạn, nó khác nhau nằm ở cái việc bố trí cái hệ thống treo và bánh. Nếu như bánh của xe Nhật cùng cái dòng kiểu như này nhá, thì nó từng này thôi, cũng vẫn thì con này nó phải to từng này. Các bạn có thể quan sát phần thân xe dài rồi, đương nhiên rồi, những dòng BMW chúng ta sẽ không phải nói về vẻ đẹp của nó. Nó rất đơn giản. Nhưng mà tôi hơi tiếc một chút, sau đây lại sử dụng lốp Hankook nhỉ. Mà mâm này cũng chỉ là mâm 18 thôi. Tất nhiên lên 740, 750 và 760 thì ôi thôi rồi, nó kinh khủng khiếp lắm, nó quá đẹp luôn. Nhưng mà đây các bạn xem, hơn nữa là cái gầm này có thể nâng hạ gầm nhé. Với 730 này các bạn có thể lên xuống vỉa hè ở Hà Nội
vô tư thoải mái, lên thẳng cũng được, lên chéo cũng được. Rồi carbon co và những chiếc, những cánh cửa đã mở rất rộng rồi, đón quý tộc hùng xe cỏ để vào thưởng thức. Nhưng chưa hết, từ từ đã, bây giờ chúng ta hãy xem những cánh cửa như thế này này. Rồi nắp capo kia kìa, nó đều làm bằng nhôm đấy thưa các bạn. Rồi bài toán giảm trọng lượng thôi, tiết kiệm nhiên liệu và phân bổ trọng lượng cầu trước cầu sau là 50-50. Thường thì những chiếc xe của BMW chạy rất sướng. Cửa trên các cái dòng xe sang là không phải đóng mạnh nha các bạn, nhẹ nhàng thôi. Chuyệt, hít một cách rất tự nhiên thưa các bạn. Thực sự là hôm nay trời đang rất oi và nóng, mà bước vào khoang xe các cảm thấy thơm tho và nó mát mẻ hẳn luôn. Ước gì công việc mà chỉ ngồi trong khoang xe như này có khi cũng sướng. Có khi Lê Thành lái xe cũng sướng đấy. Thưa các bạn, đó, các bạn sẽ thấy rằng cái khoang xe của 730 thôi, mới là 730 thôi, nhưng nó rất là đẹp. Thiết kế tinh tế không ạ? So với cái mẫu 520i thì bạn sẽ thấy rằng nó ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Khi mà gỗ ốp trên đây là gỗ Fireline vân chìm 3D, bóng lộn, rất đẹp. Và ngay trên cái bề mặt táp lô này các bạn cũng sẽ thấy nó rất khác. Và màn hình đã không phải là màn hình 7 inch nữa rồi, màn hình 10.2 inch. Thiết kế cũng rất đẹp. Đơn giản thôi. Mẫu xe này là 4.049.000.000, còn 520i là 2.300.000.000 đấy, khoảng gần 2.4 tỷ. Chênh nhau thì nó rơi vào khoảng 1.6 tỷ thưa các bạn, còn chênh với 530 nó khoảng 700 tiền tạo nên đẳng cấp của mỗi chiếc xe thưa các bạn. Các bạn sẽ thấy được trên 730 tất cả những cái tính năng hiện đại chúng tôi cũng đã giới thiệu trong một cái video rồi. Các bạn có thể kích ngay trên link ở góc màn hình để có thể xem rất là chi tiết. Và mình xin lướt qua những cái trang bị trên cái 730 này. Thứ nhất là đã tất cả những cái màn hình này, màn hình trung tâm, màn hình phía sau vô lăng đều là màn hình digital hết, màn hình kỹ thuật số hết. Thiết kế rất là đẹp. Các bạn có thể chiêm ngưỡng trực tiếp bằng cái hình ảnh. Và các cái vật liệu trên cái dàn táp lô, hệ thống điều khiển nhá. Hệ thống điều hòa 4 vùng này, các cái núp điều khiển này, vật liệu, chất liệu này. Và nó hoạt động rất trơn và mượt thưa các bạn. Ngay cả những cái hàng phím bấm ở cái khu vực điều khiển này cũng thế, bằng vật liệu kim loại hết. Phay hơi xước xước, nhìn đẹp lắm. Ghế thì có cả chức năng làm nóng và làm lạnh. Trời này mà bấm nóng thì thôi, nóng thôi rồi. Đấy, có nha, đầy đủ. Đấy, gỗ Fireline xuất hiện trên tất cả các cái chi tiết như thế này, rất đẹp. Những cái hộc chứa đồ như thế này, ngăn chứa đồ như thế này ạ. Đó, sẽ ấm thành hai nấc, một nấc này, hai nấc. Đấy, cơ nó rất là mềm. Đó, đẳng cấp một chiếc xe sang nó là vậy. Tôi chỉ thấy thiếu ở đây là, thực ra không phải thiếu mà hơi ít. Ở đây phải có hai khe cắm USB gì đấy, thêm cổng Type C nữa. Bây giờ các cái chuẩn mới nó nhiều lắm, để mình có thể sạc thêm cho các thiết bị. Cũng có thể BMW quá phức tạp về hệ thống điện trang cho nên trang bị ít hơn. Và cũng tôi cũng chưa thấy cái hệ thống sạc không dây ở đâu cả. Đó. Đóng lại thì nó rất là đẹp. Hệ thống cần số thì cũng tương tự trên các cái dòng sản phẩm của BMW thôi, vốn đã rất quen thuộc. Nhưng các bạn sẽ thấy nó iDrive nhé, nó đã đẳng cấp hơn, ngay cả từ cái thiết kế này nó đã đẳng cấp hơn chiếc 520 chưa ạ? Và chúng ta có thể di ở trên chính cái màn hình này nữa. Đấy, di trên chính cái màn hình này nữa. Đây, các bạn có thể thấy được. Đấy, mình có thể di. Và các bạn có thể thấy đây là một trong những cái chức năng điều khiển bằng tay, nó có 6 hành động. Nó mang tính trí tuệ nhân tạo rất là cao đấy. Tôi có thể túm chiếc xe tôi quay này. Tôi có thể điều khiển hệ thống âm thanh, tôi có thể nhận cuộc gọi và từ chối cuộc gọi. Đó, các bạn có thể thấy tôi xoay các góc. Và tôi có thể xoay ở trên cái nút command này, các cái vị trí, các cái vòng tròn camera để các bạn thấy trong cái camera 360 nó hay như thế nào. Đó, nó có thể chiếu như thế này. Ui, đấy. Màn hình, thực ra tôi nghĩ màn hình độ nét nó phải lên đến 8K chứ không phải 4K nữa.
tuyệt vời. Đúng là đẳng cấp đấy các bạn. 730 đã như thế này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng tại hai cái vị trí ghế VIP nhất trên xe thì các bạn sẽ có được một cái không gian rất rộng. Tôi sẽ không phải đo các khoảng cách nữa. Đấy, chúng ta sẽ cảm nhận cái độ sướng nó như thế nào thôi. Ví dụ như 730 này, nó chưa có cái bệ đỡ cái chân của tôi, những cái khoang hạng thương gia hay những trên những cái bản cao cấp hơn, hoặc những cái gói, những cái package đặc biệt ấy, hoặc là những cái màn hình phía sau vân vân. Tất cả những cái trang bị đó, xin thưa với các bạn, cũng là tùy chọn, các bạn có thể trang bị thêm. Nhưng với 730 các bạn hãy xem, các bạn có thể điều khiển được vị trí ghế ngồi của các bạn ngay trên đây. À nhá, tôi sẽ cho các bạn xem cái cách hoạt động của này. Mình sẽ lấy thử ra này, trông nó mượt mà không? Đẩy lên, vừng ơi đẩy lên. Nhưng mà tôi chỉ cần thả xuống để xem một chi tiết đẳng cấp trên một chiếc xe đẳng cấp nó hoạt động như thế nào. Nó giống Boeing đúng không ạ? Nó giống những chiếc máy bay cao cấp không ạ? Và đặc biệt, chúng ta có thể điều khiển tất cả những các cái chức năng. Đây, như ví dụ interior lighting đấy, mình có thể điều khiển màu ở đây, các cái màu đây. Nó sẽ không nhiều màu được như những cái dòng E hay S, nhưng có thể điều khiển ở đây. Đây, các bạn sẽ thấy những cái đèn ở đây này. Ánh sáng và âm thanh sẽ thay đổi trạng thái của bạn. Bạn mệt mỏi ư? Bạn sẽ chọn một cái màu sáng đấy dịu. Bạn đang muốn năng động, nó có cái gì đấy mạnh mẽ, thì bạn sẽ chọn những cái màu khác. Và bạn muốn nghỉ ngơi một chút, êm dịu, thì bạn vừa bật âm thanh, vừa cho một cái mức độ ánh sáng nào đấy, bạn sẽ có được một cái không gian thật tuyệt vời. Nhưng chưa hết, các bạn sẽ thấy được đây ạ. Chỉ cần đây, Sun Protect nhá. Đóng tất cả, đi. Close on. Đó, lập tức tất cả các cửa, rèm che nắng, cửa sổ trời đều được đóng thưa các bạn. Đây, tôi sẽ mở ra nhé. Vâng ơi, mở ra. Đấy, lại mở ra. Đóng cái cửa sổ sau thôi. Nghe lời lắm. Nhưng thứ mà tôi còn muốn chia sẻ với các bạn nữa ấy, tôi có thể điều khiển cái các cái chế độ massage ở đây ạ. Đây, hai chức năng massage chỉ dành cho hai vị trí ở hàng ghế sau thôi. Đây, chúng tôi chọn ghế này của tôi chẳng hạn, nó và chọn các chức năng đây, các bạn đếm đi ạ, được bao nhiêu, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 7, 7 8. Rồi, đấm các vị trí, đấm tổng hợp. Đấy, các bạn có thể chọn ở đây, vừa ngồi trò chuyện lại vừa được đấm nữa thì tuyệt vời hơn. Rồi chức chỉnh điều hòa, thì 4 vùng độc lập rồi, vân vân. Kết nối ở đây, các bạn có thể điều khiển tất cả chức năng ở đây. Đó. Wow, kết nối wifi có luôn. Tất cả các cái hàng ghế này các bạn sẽ có thể điều khiển bằng các phím cơ học ngay bên hai cái thành ghế này ạ. Hoặc điều khiển những cái rèm che nắng, vân 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 vân, ngay bên cái vị trí thành cửa. Vâng, thưa các bạn, rất nhiều tư thế thoải mái khi mà tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai. Nhưng điều đặc biệt trên 7 series nó là độ êm và khả năng cách âm. Hãy thưởng thức, tôi có thể dùng cái màn hình điều khiển này để điều khiển rất nhanh cái hệ thống âm thanh, cho nó to lên. Nhưng mà tôi chả tìm thấy nó điều khiển ở đâu cả. Đâu nhỉ? Cái này không có điều khiển âm thanh à? Rồi, lại luôn. Vâng, thưa bạn, ngồi ở vị trí này thì chỉ muốn ngủ thôi, bởi vì mình vừa sử dụng các cái chức năng massage. Đây ạ. Nó nhẹ nhẹ, nó êm êm, nó muốn đấm đâu thì đấm. Nó thoải mái, muốn mạnh nhẹ thì chúng ta điều khiển ngay ở đây. Và các bạn hãy nhìn lên một cái chi tiết nhé. Hiện tại cái tốc độ của xe là khoảng 7-80 km/h.
Đường thì chắc chắn rồi, đường Việt Nam thì lấy đâu ra đường mà nó có phẳng lì đi. Xe nó vẫn cứ như thế này. Nhưng nó sẽ không cái cảm giác bồng bềnh như Lexus đâu. Ngay cả khi cua ấy, nhất là khi cua bạn sẽ thấy, nhìn cái điện thoại của tôi này. Các bạn hãy nhìn ngay chiếc điện thoại đây. Nằm im tại một vị trí. Đó. Với một cái không gian tĩnh, với một vị trí ngồi thoải mái, với các chức năng massage, với rất nhiều cái tư thế điều khiển như thế này. Điều khiển trên dưới, đỡ lưng rồi là đỡ đầu, đỡ cổ vân vân. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mà giá, thực ra giá là hợp lý đấy chứ. Hơn 4 tỷ một chút. Và giá trị của một chiếc xe đẳng cấp, sang trọng, nó chính là ở vị trí này đấy ạ. Nó chính là những cái trải nghiệm và sự êm ái, hình ảnh và vô cùng đẳng cấp khi bạn sở hữu nó, khi bạn ngồi trong nó. Và đặc biệt chất của BMW thì chút nữa các bạn sẽ thấy tôi cầm lái nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì tôi cầm lái chiếc Boeing 730 Li rồi. BMW. Không hiểu sao khi mà dùng chiếc xe này, lái thử chiếc xe này thì mình có cảm nhận gì đó nó có thể cất cánh được ấy. Nếu như 760 là khả năng cất cánh là cao đấy, khả năng cất cánh là cao luôn. Đấy. Nhưng mà 730 bởi vì là tối ưu về giá mà. Series nào cũng thế, xe nào cũng thế sẽ có bản thấp nhất để có một cái mức giá nó hợp lý. Một chiếc xe thân rất dài nhưng thật là linh hoạt, cái cua thì nó bám. Các bạn sẽ thấy được là tôi đang chạy ở chế độ Eco Pro đi. Đấy, màn hình màu xanh nhá, màn hình rất xanh luôn. Ở chế độ Eco Pro này thì cũng như các cái mẫu BMW mà tôi lái thử 3 series hay 5 series vừa rồi ấy, thì khi mà nó có một cái động cơ điện nhỏ nó hỗ trợ đó, các bạn sẽ thấy màu xanh. Comfort thì sao? Màu trắng, hòa bình, trung tính. Sport thì sao? Sport thì đỏ rực. Và một điều rất bất ngờ trên mẫu xe này là chỉ sử dụng động cơ 2.0 mà thôi. Tất nhiên 2.0 thì phải có twin turbo rồi. Công suất 250 mã cho một 258 mã cho một mẫu xe dài như thế này, nặng như 7 series. Ôi. Tất nhiên giảm cân thì tôi đã nói rồi, nào là carbon, nào là nhôm. Nhưng mà các bạn có tin được không? 2.0 258 mã, 400 Newton mét. Tôi nhớ không nhầm S-Class là dùng động cơ 3.0. Vâng, động cơ 2.0 có yếu không ạ? Tôi sẽ thử nhá. Đang chế độ Sport này các bạn sẽ thấy rằng chuyển dần qua các chế độ này. Đó, chế độ Comfort thì nó vòng tua nó sẽ giảm bớt một chút, và chế độ Eco Pro chế độ thấp nhất luôn. Bây giờ mình sẽ đạp lên. Người nó hơi nhẹ ra phía sau. Và các bạn có thể thấy cái đồng hồ hoạt động vòng tua và cái chỉ số công tơ mét. Các bạn sẽ có được cái câu trả lời. Tôi xin thưa rằng nó không yếu, thậm chí nó rất mượt. Comfort, khả năng A. Đó. Đấy, độ giật tốt hơn nhá. Chế độ Sport đi. Rồi, đỏ rực rồi. Độ trễ tất cả những thứ nó giảm đi hẳn. Nó vút lên. Chế độ S nào? Chế độ S. Ôi, căng chân hơn nữa. Thực ra để nói mà sướng là sướng, bởi vì dù sao nó vẫn là BMW, nó vẫn êm, nó vẫn tăng tốc mượt. Nhưng để phê là nó không phê, bởi vì tôi lấy một cái ví dụ như này. Khi mà tôi cần chạy ở M đi, tôi sẽ gẩy số về, đá số về thấp. Và thực sự cái khả năng khi mà ép tua cao nó không có sướng, các bạn sẽ thấy không? Đó. Mặc dù nó vẫn lên, nhưng khả năng giật nó không đủ phê.
Và các bạn sẽ thấy được trong cái phần trải nghiệm lái ấy, nó sẽ khác trên cái mẫu 5 ấy, là các bạn còn can thiệp sâu hơn nữa. Nào là hệ thống treo này, hệ thống lái này, hộp số vân vân, là ngay cả các cái vị trí ghế ngồi cũng vậy. Đó, tất cả các bạn có thể chọn người lái, cả hành khách rồi vân vân. Tất cả ở bên trong này. Chức năng Eco Pro cũng vậy, nó còn can thiệp sâu hơn nữa. Các bạn có thể thấy cái danh sách không ạ? Nguyên lý là như nhau nhé các bạn, nguyên lý là như nhau. Chúng ta có thể tùy chọn để tăng hay là giảm cái mức độ tiết kiệm nhiên liệu như thế nào. Đó. Chúng ta sẽ hình dung rằng ở đây, trong chiếc xe này có tới khoảng mười mấy cái phiên bản trong một chiếc xe như thế này. Sợ thật. Cho nên là cuộc chiến, tôi nghĩ rằng cuộc chiến về tương lai là cuộc chiến về những chiếc xe thông minh. Công nghệ sẽ tạo nên sự khác biệt thưa các bạn. Và những hãng xe hàng đầu như BMW, như Mercedes, như Audi, Porsche, vân vân, rất kinh khủng. Rồi Volvo, vân vân, những hãng xe hạng sang luôn tạo nên những sự khác biệt rất lớn. Nó một khoảng cách rất xa so với những chiếc xe bình dân, thưa các bạn.